Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lò Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 159 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Dương Lăng sai Lưu Đại Bổng Trùy gọi người gọi chuẩn bị rượu và đồ nhắm để hắn uống rượu với Hắc Du Tử. Ở chỗ nguyên bản đã chuẩn bị rượu và đồ nhắm, chút thịt nguội, lại xào thêm cái món ăn nóng. Hắc Du Tử thực là đói bụng, lại hồi lâu chưa thấy qua rượu thịt, vừa ăn uống ngồm ngoàm, vừa kể lại tình hình Hồng Nương Tử dẫn gã trở lại Bá Châu. Hóa ra Hồng Nương Tử muốn xe dẫn gã trở lại Bá Châu, đưa gã và Lão Mẫu an trí ở Bá Châu thành, khôi phục tên Miêu Cương cũ. Dùng bạc Dương Lăng cho bọn họ mua phòng ốc, lại đặt mua vài mẫu đất đai, thuê thu địa tô sống qua ngày. Sau tự mình trở lại sân trại, còn thường xuyên tới thăm bọn họ. Hắc Du Tử tuy rằng thành tàn phế, dựa vào khoản tiền này cùng Lão Mẫu sống cũng đã áo cơm không lo. Sau khi Thâu Anh Nhi đem chuyện của Dương Hổ nói cho phụ thân biết, trại cũ đã hủy bỏ ủng hộ đối với Dương Hổ. Cũng may Dương Hổ đã lặng lẽ rời đi thế lực của mình, nếu không đã bị tổn thất rất lớn. Gã mặc dù thường đi chạy cũ, hy vọng được thua lão đạo, lượng giải, tuy nhiên phần lớn thời gian phải về sân môn bí mật của mình để chủ trì đại cục. Hồng Nương Tử mắt không thấy tâm không phiền, ở sân trại sống coi như cũng hài lòng. Chỉ có điều, nàng luôn mang một bộ mặt dầu dĩ không vui. Hắc Sư Tử nhìn vậy không đành lòng, hơn nữa, nơi đây quá mức cằn cỗi, cùng khổ. Quả phụ người ta có nhà chồng nuôi, không nổi, nhà mẹ đẻ cũng không muốn lưu, cho nên từ xưa sẽ không hình thành quan niệm tái giá là đáng xấu hổ. Nhất là phụ nhân trong sân trại càng không có những e dè này. Dương Hổ đê tiện vô sỉ, Hồng Nương Tử không đem những chuyện dơ bẩn của gã công khai với mọi người là đã hết lòng tận nghĩa, không có nghĩa vụ lại vì gã mà thủ tiết. Hắc Du Tử thấy trái tim của nàng đã gắn chặt trên người Dương Lăng, lại nghe đến chuyện Dương Lăng ở phía Nam Bình Oa đánh quỷ Tây Dương, cảm thấy người này cũng vẫn có thể xem là một hảo hán, liền khuyên nàng đi tìm Dương Lăng. Nhưng Hồng Nương Tử chỉ lắc đầu cười nói: "Hắn là đại quan triều đình, còn ta là sân thác, thân phận này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được, đừng nghĩ hoang đường nữa đi." Hắc Du Tử ngẫm nghĩ cũng quả thật là như vậy cũng không nhắc lại nữa. Mấy tháng đầu, Chu Đức An và Viên Bưu và vài tên mãnh tướng điều động tới tiêu diệt sân tặc, bởi vì chủ lực Dương Hổ đã rời tới nơi đó, bọn họ chỉ cua được chút phụ nữ già yếu và trẻ em, không coi là công lớn gì, liền một đường tiến binh quét sạch tất cả sân trại. Bởi vì trại cũ cũng bị công kích, chiến sự căng thẳng, Hồng Nương Tử liền không có trở lại nữa. Lại qua mấy tháng, liền truyền ra tin toàn bộ sân trại Bá Châu bị lay động, đại đương gia của trại cũ Thôi Gia cũng trúng tên bỏ trốn. Hắc Du Tử là người của Dương Hổ, đối với trại cũ của Thôi Gia cũng không có cảm tình gì, chỉ để ý đến tung tích của đại ân nhân Hồng Nương Tử mình mà thôi. Hắn vụng trộm nghe xong chỗ những người này một phen, không nghe thấy tin tức Hồng Nương Tử bị thương hoặc bị bắt, lúc này gã mới yên lòng lại. Không nghĩ tới tin tức gã vẫn âm thầm hỏi thăm nơi lẩn trốn của dân tặc bị quan phủ nắm ở trong tay. Thôi Quan Bá Châu nhận được tin tức liền tra xuống, biết gã trước đó không lâu vừa mới gãy chân, mới cùng mẹ già rời tới ở lại Bá Châu thành này. Hơn nữa là một lưu dân không tài sản, không nghề nghiệp, lại mua nhà mua đất, còn thường có mấy người đàn ông cưỡi khoái mã thường xuyên chạy tới thăm. Hoài nghi gã là cường đạo bị thương rời khỏi ổ tặc, liền bắt về quan phủ tra tấn hỏi han. Đáng thương cho Hắc Du Tử vốn chính là sơn tặc, làm sao nói được rõ chân tướng của mình. Cũng may gã là người đàn ông, bất kể tra tấn như thế nào cũng cắn chặt răng không thừa nhận mình là sơn tặc có khúc mắc. Cuối cùng mẹ gã đem phòng ở và đất bán hết đi, vàng bạc còn dư lại đều lấy ra đưa hết cho một tên cò mồi địa phương nổi danh là Vương Chí. Vương Chí có đứa con gái Vương Mãn Đường, nghe nói gả cho một vị quý nhân, cho nên Vương gia kết bạn với rất nhiều thân hào địa chủ nông thôn. Trải qua gã ta chuẩn bị trên dưới, lại ủy thác cho những nhân vật địa phương nổi tiếng ra mặt nói vun vào, cuối cùng đem Hắc Du Tử bảo vệ đi ra. Nhưng gã đã trở nên không xu dính túi, lúc này mới sống nhờ ở một gian miếu Long Vương rách nát, trà trộn thành tên ăn mày. Dương Lăng sau khi nghe xong đúng là lửa giận không có chỗ phát tiết,
thật muốn tính toán ra, vì thôi quan kia cũng chỉ là một tên năng lại, dựa vào để mấy manh mối có thể cua được một xuân tặc ẩn cư, đương nhiên cũng không phải trừ gã ta bình thường hay vơ vét tài sản đã quen. Chỉ tùy ý chứng thực tội danh, nhưng mình xuất đầu thay Hắc Du Tử, vậy danh không chính, ngôn không thuận. Dương Lăng kinh ngạc một lúc lâu, sau đó mới cười khổ nói: ta lần này tới Bá Châu là vì tra xét gia sản tham quan của Ảm Đông Thần. Ngươi và Lệnh Đường không có chỗ để đi, khi hồi kinh ta mang các ngươi đi thôi. Oanh Nhi không thể lại chiếu cố các ngươi được nữa, ta thay nàng chăm sóc các ngươi vậy. Anh hùng gặp rủi ro, chuyện khất thực cũng làm đã lâu như vậy, Hắc Du Tử đâu còn có thể duy trì ngông nghênh bong bong, liền cũng ngại ngùng gật đầu đáp ứng. Dương Lăng nói: nói như vậy, trải qua quân binh bao vây tiêu trừ, Bá Châu đã an tĩnh lại phải không? Cũng không biết nàng dẫn nhân mã chạy cũ đi tới nơi nào rồi. Chỉ mong nàng đừng gặp phải chuyện gì nữa. Hắc Du Tử lắc đầu, cười lạnh nói: Bá Châu là một ổ tặc, trong tứ đại tặc thì sơn tặc chúng ta gây hại xếp hạng chót nhất rồi. Chỗ nào sơn tặc bị quét sạch thì sẽ được an bình hay sao? Dân chúng chịu những loại tặc khác làm hại càng hơn sơn tặc chúng ta nữa kìa. Dương Lăng ngẩn ra, bật thốt lên: sao, tứ đại tặc ư? Lời này từ đâu mà ra vậy? Hắc Tiêu Tử do dự, đầu lông mày Dương Lăng nhướng lên nói: Miêu huynh, tại hạ làm người như thế nào, ngươi hiện tại nhiều ít cũng có nghe thấy rồi. Từ bắc đến nam, Dương Mỗ đến mức bị người mắng là sao chối, là thiên ta sát tinh. Ta tự mình không phải không biết, nhưng mắng ta sao chối, sợ ta là thiên sát tinh là ai đây? Là dân chúng cùng khổ hay sao? Không phải, là đám tham quan ô lái trong lòng có quỷ này kìa. Miêu huynh, đám dân chúng hứng thú mới tạo ca dao, hứng thú rồi mới truyền ca dao này, không phải là sợ con người của Dương Mỗ, mà là ước gì có cái họa lớn như ta đây đi gây tai họa lại cho những kẻ gây tai họa cho dân chúng. Bây giờ đã là cuối năm rồi, nhà nhà dán môn thần, thế nhưng dán môn thần là vì chắn tiểu quỷ. Môn thần kia thực sự có thể đỡ nổi tiểu quỷ hay sao? Tứ tặc Bá Châu đây đi một rồi, còn thừa lại tam đại tặc, ngươi hãy nói xem đều là những người nào. Hiện giờ hung thần thái tuế thiên sát tinh là ta đã ở đây rồi, nếu như có khả năng ta liền vì đám dân chúng trừ hết những yêu ma quỷ quái này. Hắc Sư Tử khẽ cắn môi, uống cạn một chén rượu rồi nói: được, đại nhân nếu muốn nghe ta đây liền nói cho ngươi nghe vậy. Đại nhân nghĩ đến sơn tặc Bá Châu là mối họa lớn nhất của Bá Châu hay sao? Không, sai, sai lầm rồi. Vùng núi cảnh nội Bá Châu cũng không nhiều, địa điểm hoạt động của sơn tặc Bá Châu mặc dù là ở Bá Châu, sơn trái lại chú đóng tại bên ngoài. Hơn nữa phần lớn sơn tặc có thổ địa hoang vắng của mình, khi không kịp tự cấp tự tung mới tụ chúng xuống núi cướp bóc một phen thôi. Mà quan phủ ở đâu này? Thái giám trấn phủ, quan phủ Bá Châu, vệ sở quan quân liên hợp gây họa cho dân chúng, khoanh vùng chiếm đất, thu ngựa phạt tiền, vơ vét tài sản nhà giàu, không chuyện ác nào không làm. Tai họa chân chính của Bá Châu, loại tặc đứng đầu trong tứ đại tặc chính là quan tặc. Hai má của Dương Lăng co quắp một chút. Hắc Tiêu Tử vốn là sơn tặc, lời của gã không thể tin hết, tuy nhiên đại khái có thể điều tra một phen. Nếu tình huống là thật, khiến cho những kẻ cho mình là hổ không răng nếm thử chút lợi hại của mình, trừng trị tham quan, cứu vớt dân chúng, lại vừa lúc mượn cơ hội ở Bá Châu chờ thêm mấy ngày, một công đôi việc. Hắn thản nhiên nói: nói tiếp đi, tặc thứ hai là cái gì? Hắc Du Tử nói tiếp: tặc thứ hai chính là thần tặc. Nơi đây chính là bởi vì cùng khổ cho nên Phật đạo đại hành kỳ thị, nhưng những tăng nhân đạo nhân này căn bản không phải là người xuất gia chính thức, chẳng những lừa tiền, hơn nữa lừa tình. Bọn họ còn chuyên kết giao với quan lại quyền quý, không kiêng nể gì cả, không biết bao nhiêu ngu phu ngu phụ mắc mưu bị lừa. Gã nói đến đây cười khổ một tiếng rồi nói: đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, những sơn tặc như chúng ta bảng quang để dân chúng chịu lừa, nhưng thật ra lòng dạ biết rõ, nhưng đến lượt trên đầu chúng ta chẳng phải cũng như vậy hay sao? Tin tưởng Dương Hồ tặc tử kia, cái gì mà tử vi tinh quân hạ phàm chứ. Gã là sao tử vi, đã nhiều lần thua trước tiên sát tinh ngươi, coi như là báo ứng rồi. Sao, lợi dụng đạo Phật vơ vét của cải ư? Có thể có liên quan đến Di Lặc giáo hay không? Bọn họ am hiểu nhất là lợi dụng truyền giáo, thu tiền tài, thu nạp ngu dân nha. Dương Lăng âm thầm tỉnh ngủ, hắn hỏi: vậy còn đệ tam tặc là ở đâu vậy? Hắc Dư Tử nói: đệ tam tặc chính là bọn cướp đường. Dương Lăng nhất kỳ hỏi: sao, cướp đường ư? Loại người này giống như các ngươi, tụ chúng lên núi lấy cướp bóc bỏ sống, không phải giống nhau hay sao? Hắc Tiêu Tử lắc đầu nói: không, không giống nhau. Chúng ta làm sơn tặc là đường đường chính chính, có sơn môn hẳn hoi, xuống núi cướp bóc cũng đều có cờ hiệu của mình cả. Mà bọn cướp đường bất đồng, dân chúng Bá Châu nhà nhà nuôi ngựa, mỗi người đều thượng võ.
Đám bọn cướp đường này bình thường chính là bá tánh phổ thông. Bọn họ khi làm trộm thì lấy khăn che mặt, đến đi như gió, cướp xong là trốn. Lên ngựa thì là kẻ trộm, xuống ngựa thì là dân, làm người ta khó lòng mà phòng bị, lại khó có thể đuổi bắt được. Trước kia bọn họ gây án, phần lớn đều đem án này chụp trên đầu của sơn tặc chúng ta. Hiện tại sơn tặc Bá Châu đã bị triệt để quét sạch rồi, bọn họ vẫn đang hoạt động, mới bị người ta phát giác ra là thành một đường riêng, không giống với sơn tặc. Thì ra là vậy. Khó trách quanh nhi nàng bi phẫn kể ra dân chúng Bá Châu như ở địa ngục nhân gian. Ở đây quan là tặc, thần cũng là tặc, mà dân cũng là tặc, không phải địa ngục nhân gian mới là lạ. Dương Lăng chậm rãi thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng thì nói: lát nữa ta sẽ gọi người cùng ngươi trở về, đem lão mẫu ngươi cũng từ miếu Long Vương đến đây, rồi lại dàn xếp xuống dưới. Ngươi cũng thả lỏng trong lòng đi, không phải chỉ là tứ đại tặc thôi sao? Tứ đại tặc đã đi mất một, hiện giờ ta sẽ trừ tam hại còn lại cho ngươi. Dương Lăng chợt nhớ tới Trương Thiên Sư xem bắt tự cho hắn, nói hắn là cả đời sát phạt tùy thân, mệnh cách đoạt thọ của người, đoạt lộc của người. Xem ra thật đúng là có chuyện như vậy. Không phải là đến Bá Châu xoát cái nhà nào, ai sẽ nghĩ tới lại phải xoát tới một tay đầy máu trở về. Hắn lắc đầu, vẻ mặt quái dị thần khí, nói những lời mà Hắc Du Tử căn bản nghe không hiểu. Bước sang năm mới rồi, thật sự là lễ mừng năm mới mà. Hey, trời tăng năm tháng, ta tăng thọ. Lại nói Bá Châu chi phủ đại nhân Phàn Mạch Ly sáng sớm tinh mơ đã tới bái kiến Khâm Sai đại nhân. Hôm nay là đêm 30 Tết mà, trong thành các nơi đã có tiếng pháo linh đình nổ vang lên, lốp bốp đùng đùng, mang theo hương vị của ngày Tết. Lương Hồng dậy sớm, không ngờ y cùng Chi Châu đại nhân đến ngoài cửa lầu Khâm Sai, lại được cho biết đại nhân vẫn kê cao gối mà ngủ, chưa dậy, còn đang ngủ nướng. Hai người không biết nên khóc hay cười, ngồi ở trong sảnh uống trà trò chuyện, đợi mãi nửa canh giờ mới thấy Dương Lăng quần áo không chỉnh tề, ngáp dài mà đi đến. Phàn đại nhân vội vàng đứng dậy, cung kính rồi nói: cô công gia, ảm gia ở bản địa này cùng sở hữu bất động sản hơn 1.000 khoánh, 7 nhà cửa hàng, bất động sản hơn 900 tràng, người làm bán mình làm nô, đẩy tớ gái hơn 400 người. Ngoài ra còn có kê biên tài sản vàng bạc và châu báu ngọc khí. Những vật này đều phong ấn ở bên trong phủ kho. Tất cả tài sản đều được đăng ký trong danh sách cả, nên niêm phong đều niêm phong cả rồi. Quốc công gia hiện tại đi nhà môn Chi Châu ấn sách kiểm kê bản sao hay không đây? Gấp cái gì chứ? Dương Lăng mắt buồn ngủ lim dim nói: hôm nay cha xong rồi, cũng không thể trở về vào đầu năm mới được. À, hôm nay là đêm 30. Dương Lăng vỗ trán nói: ta nhớ ra rồi, hôm nay là đêm 30, mà đêm 30 thì ngay cả địa chủ Vô Lương cũng không đi đòi nợ. Bản công gia lại đi nhận thu tài sản của ảm gia sao? Không, không nên, không nên, rất không hiền hậu. Ta thấy hai ngày nữa rồi hãy nói sau đi. Lương công công, người thấy thế nào? Lương công công vừa nghe đã gãi đúng chỗ ngứa, hớn hở mà nói rằng: công gia nói rất đúng, công gia là người phúc hậu, vẫn là vài ngày nữa tới thu nhận mới tốt đi. Phan đại nhân vốn tưởng rằng chỉ cần làm cho các sổ sách rõ ràng, khiến vị quốc công gia này tiếp nhận nhanh chóng, sớm một chút cút đi cho xong việc, không nghĩ tới địa phương Bá Châu nhỏ bé này lại khiến hai vị Khâm Sai thật thích trở lại. Vừa thấy chính và phụ Khâm Sai đều muốn làm người phúc hậu, Phan đại nhân đành phải cười khổ mà nói: dạ, đúng là hạ quan lỗ mãng rồi. Mùa đông đường tuyết khó đi, hai vị Khâm Sai đại nhân mới ngủ một đêm sao có thể đỡ mệt được chứ? À, quốc công gia và Lương công công muốn ở mấy ngày, không biết hôm nay có sắp xếp gì hay chưa, cần đạo quan hầu hạ đi cùng hay không? Dương Lăng nói: thôi miễn đi miễn đi, hôm nay là lễ mừng năm mới, Phàn đại nhân sớm nên đóng phủ rồi, đừng có vì chờ chúng ta mà chậm trễ không ít chuyện. Người cứ việc hồi phủ mừng năm mới đi thôi. Bản công gia ở trong kinh bận bịu cả ngày đón tiễn các vị công hầu, ra kinh chính là để tĩnh tâm nghỉ ngơi một chút, thanh lọc dạ dày, vị đạo dưỡng sinh. Ngươi còn đang bận việc thì đi thôi, ta cứ ở đây cũng buồn chán nên muốn ra đường tùy đi dạo. Lương công công có tính toán gì không? Lương Hồng cười nói: chúng ta và thái giám trấn thủ bản địa Trương Trung Trương công công nguyên là bằng hữu cũ ở trong cung với nhau, quốc công gia nếu không bận gì chúng ta liền đi bế vọng một phen. Dương Lăng ha ha cười nói: được được, nhị vị đi làm việc của các vị đi, bản công gia lại đi ngủ một giấc đây, vừa mới thay đổi địa hình, một đêm ngủ không ngon giấc được. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Dương Lăng mặc kệ bọn họ tự lo rồi lại quay về đi ngủ. Phàn đại nhân nếu không được Trương Trung dặn cũng sẽ không phải quá để ý đến Dương đại nhân giờ hơi này. Chức quan của Dương Lăng được thăng lên rồi, nhưng hắn không xen vào một khối này của mình. Nếu hắn lời kiểm kê tài sản đêm 30, Phàn chi phủ nhớ tới quý phủ mình hôm nay có không ít quan lại địa phương tới cửa chúc Tết tặng lễ, liền cũng nhanh chóng như chớp mà đi mất. Đợi cho cố kiệu của Lương Hồng kích động chạy tới quý phủ Trương Trung, Dương Lăng lại đợi thêm chốc lát, cũng lên một chiếc kiệu nhỏ theo cửa nách đi ra ngoài.
20 tên gia tướng ăn mặc theo kiểu dân chúng bình thường, trước sau đi theo hộ vệ. Dương Lăng và Hắc Dư Tử, Miêu Cương ngồi chung trong kiệu. Bởi vì lễ mừng năm mới, trong Bá Châu Thành khắp nơi khắp chốn đều lộ ra màu sắc vui mừng. Tiểu thư thái thái của những nhà giàu cũng dẫn theo người nhà ra ngoài. Tiểu thương dùng người bán hàng rong chen chúc của đầu đường góc ngõ, thật là không ít người. Đoàn người của Dương Lăng ở trong thành chậm rãi đi dạo. Đang đi về phía trước, đột nhiên ở phía trước vọt tới số lớn nhân mã, khua chiêng gõ trống, tiếng thanh la đứt tai, cờ bay trong gió phần phật sinh uy. Nhất thời tiểu thương người đi đường đều giặt ra, rất nhiều dân chúng ngã quỵ xuống đất quỳ bái. Dương Lăng thấy tình hình này, hắn nghĩ cho dù là vương hầu đi tuần cũng không chắc có thể bị kịp được, liền tò mò bảo người đặt cỗ kiệu đứng ở ven đường, xốc màn kiệu lên xem. Trên lá cờ kia mà xem, có Phật gia lục tự chân ngôn, còn có chữ vạn Phật hiệu. Theo sát sau là một đống lớn tiểu sa di, đại hòa thượng đang niệm Phật hiệu, tù và nổi lên, thế mới biết là người xuất gia. Hôm qua vừa mới nghe Miêu Cương nói qua tứ tặc Bá Châu, đám giả Phật đạo lừa tiền lừa tình xếp hạng thứ hai. Dương Lăng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy bốn chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ theo thứ tự chạy qua. Trên xe bố trí hoa sen ngay vàng, đều có một vị tăng nhân áo cà sa đỏ thẫm ngồi. Bốn vị tăng nhân kia đều đã hơn thất tuần, mày thọ râu dài, bảo tướng trang nghiêm, một đám nhắm mắt tụng kinh. Đối với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh làm như không thấy, thoạt nhìn đúng là bộ dáng cao nhân đắc đạo. Xa giá đi qua, đám tín đồ thành kính mới đều đứng lên, có người nói: "Bốn vị Phật gia không phải ở Long Thiên tự tu hành hay sao? Đây là đi đâu vậy?" Có người khác biết chuyện nhân tiện lại nói: "Nghe nói là Trương Thái Giám trấn thủ nơi đây, mời bốn vị Phật gia tới cửa làm pháp sự để xem ngày lành năm mới." "Phì, ta khinh, cái lũ ăn thịt người không xuất phân này, mời chân Phật tới cũng không phù hộ được cho chúng đâu." Có người lại mắng như vậy. Dương Lăng buông màn kiệu, thấp giọng mà nói: "Xem ra dân chúng Bá Châu đối với mấy vị Phật sống này rất là thành kính, tuy nhiên đối với vị thái giám trấn thủ Trưng Trung kia lại không có cảm tình gì cả. Thế nhưng kỳ quá là bọn họ thuận Trưng Trung như vậy, lại đối với bốn vị xuất gia tới cửa tác pháp cầu chúc cho y lại không hề oán càng. Bốn vị người xuất gia này rất được dân tâm nha." Hắc Dư Tử cười khổ mà nói: "Đây chính là chỗ cao minh của bọn chúng, há miệng lưỡi nở hoa sen có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện đem toàn bộ gia sản mà dâng lên, trái lại chúng bố thí cho ngươi một chén cháo, ngươi lại cảm thấy Phật tâm đại từ đại bi. Bá Châu chúng ta nơi này ban đầu vốn không có những Phật đạo này, nghe nói đều là từ trước đây vài năm thôi. Ở kinh thành Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung có thế ngoại cao nhân từng hầu hạ hoàng trị hoàng đế, có đại thần thông, đại pháp lực, di cư tới nơi đây phổ độ chúng sinh." "Sao? Hóa ra ở Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung ư?" Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Bá Châu giả thần giả thánh hoành hành chính là mầm tai họa hoàng trị hoàng đế lưu lại. Năm hoàng trị thứ 11, hoàng trị hoàng đế tin một bề thái giám Lý Quảng lúc ấy cốc đại dụng, liền đầu nhập vào chỗ Lý Quảng ở Đông Xưởng tính tìm một công việc tốt. Lý Quảng bên cạnh bản lĩnh không có, chính là biết luyện đan cầu phúc, cũng mở đến rất nhiều lũ giả thần giả thánh các nơi mê hoặc hoàng đế, trở thành đệ nhất sùng thần của thiên tử. Khi đấy văn võ thăng quan đều phải nhờ hơi thở của gã. Lý Quảng thu lấy hối lộ, khẩu vị cũng cực lớn, đến nỗi hiện tại trong quan trường kinh sư, nếu có người nhận hối lộ quá nhiều, người đưa hối lộ trở về gặp thân hữu sẽ thở dài: "Khẩu vị người này so với Lý Quảng còn lớn hơn kìa." Câu nói này đến nay vẫn không suy, hơn nữa gần đây càng thêm có xu thế lưu hành. Bình thường quan viên đi qua quý phủ của Lưu Cẩn đều có vẻ mặt cười khổ nói lên những lời như này với người khác. Hoàng trị hoàng đế là người rộng lượng, hành vi phạm tội của Lý Quảng sau khi bại lộ, hoàng trị vẫn chưa nghiêm trị những tăng nhân đạo sĩ này mà là đưa bọn họ ra khỏi kinh thành. Không thể tưởng tượng được bọn họ lại không chạy đi đâu xa, tụ tập hết đến Bá Châu, chỉ trong thời gian 10 năm hình thành thanh thế lớn đến như vậy. Dương Lăng nhìn Hắc Dư Tử cười nói: "Lũ hòa thượng đạo sĩ này vốn là ở kinh sư lừa gạt hoàng thượng và vương công đại thần địa phương, kiến thức rộng rãi đa dạng phong phú, cũng khó trách nhiều dân chúng, thậm chí rất nhiều thân sĩ nhân vật nổi tiếng như vậy đều bị bọn chúng lừa gạt. Khó tránh được chính là Miêu huynh lại có thể nhìn rõ quỷ kế của bọn chúng." Hắc Dư Tử mặt đỏ lên, chi chi ngô ngô mà nói: "Quốc công gia, hôm nay mời ngài đi ra ngoài cũng không phải là vì khiến cho ngài nhìn thấy một cái tình hình của Bá Châu, tùy tiện đi trên đường một chút thôi cũng không thấy được gì cả." Lại nói tiếp, chúng ta làm sân tặc cùng Phật đạo bọn họ, hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ dùng miệng kiếm tiền, chúng ta dùng đao kiếm tiền, đúng là bắt tiền quá hại. Mỗi người mỗi kiểu mà. Đại ca cũng đừng nói nhị ca, tất cả đều là một đường hàng, tâm đều đen giống nhau. Hơn nữa chúng ta mặc dù không tin cho ảo thuật của bọn họ,
thế nhưng cũng không nhận thức sâu như vậy. Ta hiểu biết đối với kỹ xảo của mấy tên hòa thượng đạo sĩ gạt người này như vậy, kỳ thực chính là chuyện của hai tháng này. Ta ở Miếu Long Vương còn có mấy tên ăn mày ở đằng kia, trong đó có một tên cũng vừa tới. Lúc tới bản thân bị trọng thương, giống như là bị người đánh vậy. Khi đó ta mới từ trong lao đi ra, cõng mẹ già chạy trốn tới chỗ này. Thấy gã đáng thương, có miếng ăn liền cho gã một chút, sau lại biến thành hảo huynh đệ. Ta nhớ có một lần, ban đêm ta nghe được gã nói mớ, cuồng hô loạn vũ, nói là muốn giết người, rồi bị ta lay tỉnh. Sau ta hỏi một phen, gã chịu áp bức mới nói thật với ta rằng hóa ra gã chính là một vị tục gia hộ pháp bên người của bốn vị Phật gia mới vừa đi ngang qua kia. Bởi vì gã biết kỹ xảo gạt người của bọn họ, vì thế hăng hái phản kháng, kết quả bị đám tay chân đánh cho thành trọng thương như thế này, rồi ném vào sông Cự Mã cho cá ăn. Người này cũng là mạng lớn, bị ném xuống nước lạnh đã tỉnh lại, không ngờ cứ như vậy trốn thoát. Gã có tâm báo thù, lại sợ bị người nhận ra bộ dáng, liền tự mình dùng viên ngói rạch mặt ra, tránh vào lòng Ngũ Miếu làm tên ăn mày. Chuyện những người đó giả mạo cao tăng hay cửa Phật đạo lừa tiền lừa tình này, ta chính là nghe từ gã nó ra. Hả? Thần sắc Dương Lăng bắt đầu ngưng trọng hỏi, người này bây giờ còn đang ở Miếu Long Vương sao? Như thế nào không mang theo gã tới gặp ta vậy? Bổn quốc công chẳng lẽ còn không thể thay gã giải oan hay sao? Miêu Cương mặt lộ ra vẻ khó xử nói, tối hôm qua hai vị sai gia cùng ta đi đón mẹ già, ta tới trong miếu từng lặng lẽ nói với gã rằng quen biết một vị quý nhân có lẽ khả năng giúp đỡ gã giải oan. Gã nghe xong nhưng chỉ lắc đầu cười thảm, phút cuối cùng còn dặn đi dặn lại bảo ta không cần tiết lộ thân phận của gã, chỉ nói cho dù là quan to trong triều cũng không có thể thay gã giải oan được. Ta lúc ấy sợ hai vị quan sai ở bên ngoài xuất ruột chờ, liền tiện miệng đáp ứng. Hôm nay ngẫm lại, một mình gã có thể có biện pháp nào báo thù được chứ, cho nên vẫn là nói với ngươi. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, đi, lập tức dẫn ta đi gặp gã, nếu là sau đó gã ngẫm lại vẫn không yên tâm, ý định tránh ta, vậy thì phiền toái rồi. Bá Châu Thành xây dựng theo sông Cự Mã, Miếu Long Vương ngay tại bến tàu sông Cự Mã. Sông Cự Mã từng là biên giới Tống Liêu năm xưa, nông không chạy được thuyền, sâu đủ để ngăn ngựa, mới có tên như vậy. Kỳ thật nơi này nước sông vẫn có thể đi thuyền, chỉ có điều vào mùa xuân hạ nhiều nước mới có thể đi thuyền đáy bằng, thuyền lớn đúng là không đi được. Mặt khác quan dịch trạm đường bộ cũng theo sông mà xây dựng, cho nên bến tàu này vẫn còn náo nhiệt. Ngoài thủy lộ, bến tàu là nơi tập trung vận chuyển khách hàng đường bộ. Đám phu bến tàu xây dựng tại đây có nhà ở đơn sơ, dược liệu vài vóc, lương thực bán dạo, nhà kho tạm nối tiếp nhau san sát. Nơi này chính là địa khu dân nghèo Bá Châu rồi, đám dân nghèo cũng chia bang chia phái, do hơn 30 đại ca lớn nhỏ dựa theo thế lực của mình mà phân chia phạm vi. Đương nhiên thu phí bảo hộ gì gì đó còn chưa tới phiên bọn họ. Mục đích tranh giành địa bàn chỉ là tranh thủ chút cơ hội bán sức cho khách thương. Các đại ca bến tàu biết võ thiện đánh, phân chia khu vực với nhau. Bọn họ khiêng hàng khiêng hóa, lên phà xuống phà, không được đoạt địa bàn của người khác, nếu không sẽ gây thành một trận đánh bến tàu bằng binh khí mà đổ máu. Trước mắt thế lực lớn nhất bến tàu là 8 đại ca được xưng là Bát Đại La Hán. Những người này một thân công phu giống như Miêu Cương, nếu là tay chân đầy đủ, nó không chừng còn có thể ở bên cạnh bọn họ lăn lộn làm tay đánh đấm. Nhưng thành tàn phế như thế này cũng chỉ có thể ăn xin bên đường mà thôi. Đã bước sang năm mới, tới khu dân nghèo bên Bá Châu Thành này lại không thấy được không khí lễ mừng năm mới. Trên bến tàu, cu ly còn đang vận chuyển hàng hóa, một đám làm đến rất cao hứng phấn chấn. Bọn họ không sợ bỏ ra sức lực, có việc để hoạt động mới có cơm ăn. Hàng hóa càng nhiều càng nặng, bọn họ lại càng vui vẻ. Thùng dầu ăn bằng đồng nặng đến hơn 200 cân, hai người một tổ dùng dây thừng vắt ở trên vai, khó khăn kéo tới hướng nhà kho. Sơn da dầu là nguyên liệu chủ yếu để chế tác nến, phần lớn thường dùng sọt trúc được hồ giấy dài đóng gói, mỗi cái sọt cũng đến 200 cân. Hai người khuân vác dùng đòn gánh mang, trong miệng hô ký hiệu hải ơ hải ơ, mỗi bước lại lảo đảo một cái. Đây mới thực là thế giới thuộc về người nghèo, những dân chúng cùng khổ, vô sản, không nghề nghiệp này. Những người dân bình thường sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất của xã hội này, phần lớn là nông dân phá sản mất đất, vì cuộc sống bức bách mà xa xứ để làm cu ly. Ở vùng hoang vu bên bờ sông này mà dựng lên tiếp túp lều để sống tạm. Bọn họ bị phía quan phủ cười là dân không canh, không dệt, không cổ, không thương. Xã hội rối ren khiến dân chúng bất bình, bất lương. Nhưng ai sẽ biết bọn họ yêu cầu chỉ là có một miếng cơm để ăn, có một chiếc áo để mặc đây. Thế nhưng còn có dân chúng so với bọn họ càng thêm thê thảm hơn. Xuyên qua một ngõ nhỏ thấp bé chính là một tòa miếu Long Vương có phần rách nát. Bốn vách tường gió lùa so với mấy cái phòng gỗ nhỏ kia lại càng thêm khó có thể chống lạnh. Thật không biết những tên khất cái kia bằng cái gì có thể sống qua mùa đông.
sẽ không có người nào để ý đến đám ăn mày này. Nếu như sinh bệnh, bọn họ sẽ biến thành thi thể cứng ngắc giữa gió lạnh đang gào thét. Đồng bọn có hảo tâm có lẽ sẽ đào giúp họ cái hố, nếu không nữa thì liền vứt ra nơi đất hoang cho đám chó hoang. Quan phủ và bảo giáp sẽ không ai truy cứu. Hôm nay là 30 Tết, nếu như tới những gia đình giàu có hoặc là tiệm cơm nhà trọ thì phần lớn có thể nhận được chút bố thí. Cho nên đám ăn mày đều đeo lên vai cái bao tải rách nát, bận rộn ở trong thành, trong miếu trống trơn. Miêu Cương ngạc nhiên nói: "Ý chắc có lẽ không đi ra ngoài xin cơm mới đúng. Cái chân bị đánh gãy của y còn chưa có dưỡng lành, căn bản không đi đường xa được. Mấy ngày nay vẫn dựa vào mấy người chúng ta giúp đỡ, mà như thế nào?" Dương Lăng đột nhiên ngăn cản y, nghiêng tai lắng nghe một lát, vung tay lên nói: "Hai người đi, đến phía sau nhìn." Lưu Đại Bổng Trì lập tức mang theo hai thị vệ chợt lóe về phía sau. Phía sau miếu Long Vương rách nát, bị những tên khách khất cái này xếp vào một đống đá tảng. Cửa chính chỉ chừa một ô nhỏ để thuận tiện cho việc đi về phía sau. Đại Bổng Trì mang theo hai người vọt tới phía sau. Phía sau đã gần tới sông Cự Mã. Một người đàn ông áo thủng lam lũ ngồi trên mặt đất tuyết bên bờ sông, trong tay cầm một thanh đao, đang vừa đáp tuyết vừa mài trên một tảng đá. Nhìn thấy trong miếu bỗng nhiên lòe ra vài người quần áo gọn gàng, người nọ hoảng sợ thất tha thất thểu nhổm người lên định chạy trốn. Lưu Đại Bổng Trì không để cho gã rời khỏi, lập tức tiến lên sạch sẽ gọn gàng mà tháo đao trong tay gã, để cho hai người thủ hạ kẹp hai bên kéo gã về phía miếu Long Vương. Miêu Cương nhìn lên thấy người kia liền tiến lên trước đón: "Lão huynh, người chớ hoảng sợ, vị này chính là đại quý nhân hôm qua ta đã nói với ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù giải oan, chỉ có vị đại nhân này mới có thể giúp ngươi được thôi." Người nọ sau một lúc lâu dãy giụa, mệt mỏi thở phì phò, trên mặt có một vết sẹo còn chưa lành hẳn, giống như một con giòi đang dãy giụa, có vẻ vô cùng dữ tợn, người ta nhìn vào có chút ghê tởm. Nghe Miêu Cương nói xong, vẻ hoảng sợ trên mặt người nọ mới trầm tĩnh lại. Dương Lăng nháy mắt, người diều hai bên mới nhẹ nhàng thả gã ra ngồi dưới đất. Người nọ đưa hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, thận trọng đánh giá, không nói một lời. Dương Lăng nhẹ nhàng cười, đi đến trước mặt của gã, chậm rãi ngồi xổm xuống nói: "Ngươi là bị đám người giả thần giả thánh kia lừa, khiến cho cửa nát nhà tan đúng không? Đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi." Người nọ nghe xong khàn giọng cười thảm: "Ngươi là ai chứ? Là tuần sát ngự sứ hay khâm sai triều đình đây? Không cần biết ngươi là ai đều không giúp được ta đâu. Đám dâm tăng này kết giao vô số quyền quý, ở Bá Châu mánh khóe thông thiên, quan phủ thần sĩ đều cùng một ruột với bọn chúng. Dân chúng lương dân bị bọn chúng lừa cho thần hồn điên đảo. Muốn diệt trừ lũ dâm tăng đó sao? Cho dù ngươi có là tuần sát ngự sứ, ngươi có biết nơi này có bao nhiêu dân chúng tôn sùng bọn họ là Phật sống? Dám động đến đầu ngón tay của bọn họ, sẽ có mấy vạn dân chúng điên cuồng mà tạo phản không? Cho dù ngươi có là khâm sai triều đình, chẳng lẽ quyền bính của ngươi còn lớn hơn Trường Thái Giám, người tâm phúc trước mặt Lưu Công Công kinh thành hay sao?" Khóe miệng của Dương Lăng lộ ra một tia ý cười mỉa mai, hắn nói: "Như vậy ngươi muốn như thế nào để đối phó với chúng đây? Bằng lực lượng của một mình ngươi ư? Chỉ bằng cái chuôi này thôi sao?" Dương Lăng vẫy tay một cái, nhận lấy từ trong tay Lưu Đại Bổng Trì một thanh đao nhọn. Đao nhọn chỉ xét loang lổ, trên mũi dao tất cả đều là lỗ thủng, chất lượng thép cũng không tốt, mỏng manh đấy, dường như chỉ cần bẻ một cái là có thể gãy. Dương Lăng bấm tay trên lưỡi đao gõ gõ nói: "Sao, chỉ bằng cái chuôi đao hỏng này thôi sao? Ngươi kéo cái chân hỏng này của ngươi, ngươi muốn giết vào đội ngũ rất nhiều võ tăng để ám sát bốn yêu tăng kia sao?" Trong mắt người kia hiện lên một chút thần sắc tuyệt vọng, si ngốc mà nói: Là ta dẫn sói vào nhà, nếu không giết được bọn chúng, ta lấy cái chết tạ tội với lão mẫu, với ái thê dưới cửu tuyền là được." Keng một tiếng, thanh đao bị Dương Lăng vứt xuống một bên. Dương Lăng chậm rãi đứng lên khỏi ghế nói: "Nghe khẩu khí của ngươi còn hiện rất hiểu rõ quan trường, thân phận ban đầu của ngươi cũng không thấp đâu. Như vậy ngươi hẳn là nghe nói qua tên chữ của ta rồi, ta kêu Dương Lăng." Thân thể người kia chấn động, hai tay nắm chặt bùn đất trên mặt đất, ngẩng đầu lên gắt cao nhìn chăm chú vào hắn. Lưu Đại Bổng Trì cười ha hả nói: "Tiểu tử, người ở Kinh Sư từng kháng lại thánh chỉ, tiền đế là hắn. Ở Bắc Cương gặp qua đó Nhan Tâm Vệ và thắt đắt cả hắn là hắn. Ở vùng Duyên Hải dẹp yên giặc qua đuổi hạm đội Tây Dương đi, người phò bào mãn lạt ra phục quốc là hắn. Ở Tây Nam bình ổn hơn 200 đô trưởng man, phản loạn không ngừng, phá án và bắt giam Thục Vương Thế Tử cũng là hắn ta. Đã quên nói cho người biết, Tam Đại Thái Giám trấn thủ Giang Nam còn có hai người chết ở trong tay quốc công gia nhà chúng ta đấy. Hiện tại chẳng qua là bốn con lửa gốc mà thôi. Người nói quốc công gia chúng ta giết được hay không đấy?" Người nọ si ngốc nhìn lên một lúc lâu, nước mắt lưng tròng, đột nhiên một tiếng rú thảm, ôm lấy đùi của Dương Lăng kêu khóc mà nói: "Dương đại nhân, học sinh ngoan uổng,
học sinh thân có huyết hải thâm cừu, cầu Dương đại nhân vì tiểu dân giải oan. Học sinh Mục Kính là tú tài Vĩnh Thanh, gia cảnh vẫn là giàu có, tại địa phương tính ra cũng là phú hộ. Có một lần cùng với thế tử và lão mẫu đi Long Thuyền Tự dâng hương, gặp phải bốn vị Phật sống kia. Bọn họ cũng không phải tăng nhân Long Thuyền Tự, lại trường kỳ ngủ lại chùa, sống ở đó bởi vì thần thông quảng đại, cầm giữ nhiều tín đồ. Phương trưởng Long Thuyền Tự cũng không quản được bọn họ. Chỗ đó ngược lại lại giống như của bọn họ là đương gia vậy. Học sinh sau khi tận mắt nhìn thấy bọn họ giảng kinh, trước mặt mọi người biểu diễn pháp thuật, không trung nhiếp Phật, chân trần đạp hóa, thần thông lợi hại, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nghe tin loại chuyện ma quỷ phúc kiếp sau của bọn họ, cũng đã trở thành tín đồ của bọn họ. Bọn họ truyền giáo giảng kinh thật sự là lợi hại. Học sinh cũng không biết như thế nào đây, càng ngày càng nghe tin bọn họ. Có khi có lời nói rõ ràng là vô căn cứ cực kỳ, học sinh cũng tin là thật, không chút do dự. Để tỏ lòng thành tâm, học sinh hiến cho họ một số tiền tài lớn, cũng bởi vậy trở thành hộ pháp đàn Việt của tứ đại Phật sống, cổ động rất nhiều bạn tốt thân thích đến bái Phật sống. Nhưng theo thân phận của ta càng ngày càng cao, tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, học sinh phát hiện bốn vị thánh tăng này trước mỗi lần biểu diễn thần thông kiêu ngạo cung bái hành lễ đều phải làm rất nhiều chuẩn bị. Khi đến quý phủ, thân hào quan viên đều là tự chuẩn bị khí cụ biểu diễn pháp thuật. Tuy rằng học sinh từ đầu đến cuối cũng không bắt được trọng điểm, không biết mấu chốt trong đó, chỉ là học sinh nghĩ nếu là thần thông thật quảng đại, cần gì phải làm việc này? Thần tiên không phải hẳn là chỉ cần niệm chú ngữ là được rồi hay sao? Cho dù muốn vẽ bùa cũng không có đạo lý khi tác pháp cũng phải sớm chuẩn bị hết những dụng cụ chuyên môn này. Mặt khác, lúc này tứ đại Phật sống đã có giáo án gần vạn người, hàng năm muốn thu loại tiền và hộ tiền, loại tiền ấn tam nguyên, nông lịch 15 tháng Giêng, 15 tháng 7, 15 tháng 10, nhị hội, nông lịch đầu tháng 3, đầu tháng 9, nhị phân, xuân phân, thu phân, tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, tổng cộng 11 cái thời tiết giao nộp. Hộ tiền 1 năm 4 mùa, mỗi quý giao nộp 1 lần. Chỉ tính mỗi số tiền tài này thôi đã không thể đếm hết, chứ đừng nói chi là đại thí chủ giống như ta đây, vì kiếp này trồng phúc, kiếp sau hồng phúc mà hiến cho lượng lớn tiền dầu vừng. Nhưng mỗi lần bọn họ ngẫu nhiên ban cháo, tiêu phí cực nhỏ, lượng lớn tiền không rõ tung tích, không biết dùng vào chỗ nào. Chính là đến bước này, học sinh vẫn tin tưởng bọn họ là thần Phật tu thành kim thân như cũ, khăng khăng một mực chạy theo bọn họ. Nhưng học sinh dần dần phát hiện bọn họ tuyển nhận nữ tín đồ, không ngờ lấy lý do cái gì mà ông trời tác hợp cho, nhân duyên kiếp trước kiếp này như nguyện dụ dỗ các nàng hiến thân. Dương Lăng nghe đến đó cười khổ một tiếng, không tự chủ được nghĩ tới ở Giang Nam Trấn Giang đụng tới Hồng Anh Hội, vị sư công Nghê Khắc cũng là dùng thủ đoạn đại khái tương tự, tuy nhiên nhiều ít còn biết kiềm chế, phải lợi dụng tâm lý nữ tử tân hôn vừa thẹn thùng lại không dám thừa nhận bị người lừa gạt thân mình với người khác. Nhưng lũ dâm tăng này lá gan càng lớn hơn nữa, công nhân tìm chút lý do công khai chiếm lấy những nữ nhân này. Mục Kính thở dài một tiếng rồi nói: đáng thương những nữ tử tuổi thanh xuân này, giống như ta cam tâm tình nguyện tàn hết gia tài hiếu kính Phật sống, một đám sống khăng khăng một mực tình nguyện hiến thân, cảm thấy vẻ vang vì phụng dưỡng Phật gia, hy vọng như vậy có thể hấp thu tiên khí thành tiên thành Phật. Từ xưa đến nay nào có thần Phật như vậy. Học sinh bắt đầu dần dần hối hận muốn thoát ly khỏi lũ yêu tinh này, nhưng nhập hội dễ dàng ra lại khó. Bọn họ cùng quan to quyền quý kết giao chặt chẽ, ở thượng tầng nhận được lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa dân gian dân chúng bị bọn họ làm cho si mê không đếm hết đâu, đều tin tưởng bọn họ thực sự là thần tiên chuyển thế, bao gồm bạn tốt thân thích ta giới thiệu nhập hội hiện giờ cũng đều si mê giống như ta lúc đầu vậy. Mỗi người đều ngóng trông khi được bọn chúng siêu độ, kiếp sau hưởng đại phú quý, thậm chí trở thành thần tiên. Đại nhân, người không tưởng tượng nổi trình độ của cái loại si mê này đâu. Nếu có người dám vạch trần bọn chúng, những tăng nhân này giả thần tiên, hoặc là muốn vạch trần một chỗ ít khả nghi của bọn chúng không giống với thần tiên, bọn họ sẽ giận dữ giống như đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ lên vậy. Mục Kính nói tới đây, gò má thịt co quắp vài cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nói: ta từng ý đồ đem hoài nghi của mình nói cho một vị huynh đệ bổn gia nghe, gã liền lập tức trở mặt với ta, mắng ta đối với thần Phật không đủ thành kính, phải liên lụy người một nhà, kiếp sau không được siêu sinh. Bốn yêu tăng phát hiện ta không còn tín nhiệm bọn chúng như trước nữa, liền phái vài người tăng cường khống chế đối với ta, lại ở trên Phật hội tuyên bố ta cùng với Phật hữu duyên, muốn ta trở thành hộ pháp Phật môn chân chính, quăng đến tu hành ở môn hạ chân Phật, quyên ra toàn bộ tài sản. Mục Sinh Chu Sắt nói: ta là tự gây nghiệp không thể sống được, tất cả tín đồ đối với ta chỉ có hâm mộ, mà ngay cả lão mẫu của ta cũng cổ động ta lập tức đến bái môn hạ chân Phật, trở thành nhập thất đệ tử. Chiều hướng phát triển, nếu lúc ấy ta cự tuyệt,
chỉ sợ bọn họ liền sẽ lập tức tuyên bố ta bị tà linh nhập vào cơ thể, sau đó tìm cái lý do âm thầm giết chết ta. Ta chỉ đành giả vờ là đồng ý, trái lương tâm giao ra khế nhà khế đất thôi. Thế nhưng Mục Tú Tài cả người phát run lên. Nhưng chờ ta trở nên hoàn toàn không còn giá trị sử dụng, bọn họ liền hạn chế hành động của ta, bắt đầu chú ý đến thê tử của ta. Ta vừa hối vừa hận, vụng trộm tìm một cơ hội đem tình hình ta biết được nói cho nàng biết. Cũng may thê tử kết tóc của ta luôn luôn không thể nào tin được những điều này. Lúc trước khi ta khăng khăng một mực, nàng còn từng cố gắng khuyên nhủ ta, liền bắt đầu thảo luận tìm cách chạy trốn. Nhưng ta còn có lão mẫu ở đấy, ta vốn định mang theo lão mẫu cùng nhau chạy trốn, không thể tưởng tượng được lão mẫu so với ta còn si mê hơn. Của trách ngược lại, ta bị quỷ mê tâm, không ngờ lại nghi ngờ thần Phật, lôi ta tới bốn yêu tăng kia thỉnh tội. Vợ ta An Thị khẩn cầu mẫu thân cũng bị bà của mắng. Lúc này kinh động đến người là thủ hạ của yêu tăng. Trong lúc đánh nhau, lão mẫu của ta va đầu hương án, máu chảy đầy đất. An Thị vì cứu ta cũng bị yêu tăng kia xuống tay đâm chết luôn. Ta một mình trốn thoát được, bị bọn họ đuổi tới tận bên sông Cự Mã ra sức đánh một trận nên bị ngất đi. Lúc ấy đúng là ban đêm, bọn họ tưởng ta đã chết rồi liền đem ta ném vào giữa sông. Nước sông kích thích tới ta, sau khi ta bỏ lên bờ liền trốn đi, lại sợ bọn họ tìm được ta liền tự rạch mặt. Ta cũng từng nghĩ tới đi quan phủ cáo trạng, thế nhưng ta ở trong này đợi vài ngày nhận thức Ngưu huynh và vài người về sau nói mớ, lại càng bị Ngưu huynh biết được chuyện của ta. Ta ủy thác y giúp ta hỏi thăm tin tức, ai ngờ biết được tình hình chính là ta tu hành nổi lên tham niệm nhanh chóng đến nỗi nhập ma chướng, muốn đánh cắp pháp khí của Phật sống. Sau khi việc thất bại liền giết mẹ giết vợ trốn chạy tha hương. Việc này chẳng những rất nhiều tăng lữ trong hội tận mắt nhìn thấy, còn có thật nhiều tín đồ truyền đi rất sống động, mà ngay cả quan phủ cũng đều đội đặt tội danh cho ta. Học sinh chạy theo bọn chúng lâu ngày là biết rõ sự lợi hại của bọn chúng có thể nói đen thành trắng, có thể nói chết thành sống. Nếu ta ra mặt cáo trạng, ngay lập tức sẽ bị quan phủ định làm tử tù. Bọn họ có nhân chứng, vật chứng không đếm hết được để định tội cho ta. Đại nhân, chẳng những quan thân và châm họ Bá Châu phần lớn đều là tín đồ của bọn họ, rất nhiều người vào kinh làm quan, rời kinh làm quan địa phương, trước khi đi nhậm chức cũng sẽ tìm đến những yêu tăng này bói toán tiền đồ. Rất nhiều vương công, hoàng thân, kinh sư cũng thường xuyên phái người dâng hương thỉnh Phật cầu phúc. Ta biết rằng tự mình muốn báo thù căn bản chính là vọng tưởng, nhưng chẳng qua là muốn liều tính mạng vật lộn đọ sức thôi, vì trục tội của chính mình mà thôi. Đại nhân bây giờ quý ở chỗ là quốc công, nếu như muốn trừng trị tứ đại yêu tăng hẳn là quan phủ địa phương không dám cãi lại. Bọn họ mặc dù muốn trở thành tiên thành Phật, nhưng dù sao càng quý trọng vinh hoa phú quý trước mắt hơn. Nhưng hết thảy dân chúng mong đợi cho kiếp sau tín đồ thành kính gần vạn người. Đại nhân ngài nếu dám động đến tứ đại yêu tăng, bọn họ cho dù sẽ không bạo loạn tạo phản, tất nhiên cũng có rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt vây nha môn của ngài lại, lấy phương thức phóng hỏa tự thiêu, tự mình hại mình, tự làm khổ mình, bức bách quan gia thả người. Ngay tháng riêng nếu quả thật gây thành thảm kịch như vậy, chỉ sợ tính lấy quyền uy của đại nhân cũng sẽ bị nhiều quan viên buộc tội. Đám hoàng thân vương công thờ phụng yêu tăng này lại càng nhân cơ hội mà ra mặt cổ vũ. Tà giáo, thật sự là tà giáo mà. Dương Lăng lạnh lùng khiển trách một tiếng nói. Bọn họ không phải tự xưng là có khả năng thông thiên triệt địa hay sao? Nếu là bị vài thủ hạ người phàm trần của ta là ra là thịt bắt được, đám dân chúng này sẽ còn tin tưởng bọn chúng là Phật hay sao? Có bản lĩnh thật sự hay sao? Tin, tin chứ. Chỉ cần nói một câu không đành lòng sát sinh, phải lấy đại Phật tâm, đại từ bi phổ độ chúng sinh, cảm hóa ngu muội, thay các tín đồ nhận hết thảy khổ sở, bọn họ liền sẽ cảm động đến chảy nước mắt khóc giống lên. Mục Tú Tài cười khổ nói, ngoại tộc giống như ta đây, ở giữa tín đồ của bọn chúng thật sự tìm không ra mấy người. Mấy người Lưu Đại Bổng Trùy nghe vậy không thể tưởng tượng nổi. Không nên như vậy, nếu ngươi tự đem mình thổi lên trời rồi xuống đất, không gì không làm được. Nhưng quan binh vừa đến lập tức dễ như trở bàn tay mà bắt lại, vậy Gia Châu còn không lập tức bị chọc thủng hay sao? Lại vẫn còn có nhiều dân chúng quá tin không nghi ngờ như vậy ư? Uống thuốc mê hồn rồi hay sao? Dương Lăng lại tin những người đã bị mê hoặc thật sự không thể phỏng đoán được theo lẽ thường. Dương Lăng trầm tư sau một lúc mới chậm rãi vút râu mút cảm nói, ngươi vừa trông mong ta báo thủ cho ngươi rồi lại không sợ người khác bị phiền, lặp đi lặp lại giảng thuật sự lợi hại của bọn họ, xem ra là đối với bản lĩnh mê hoặc dân tâm của bọn chúng vẫn còn sợ hãi đấy. Ngươi yên tâm, bao nhiêu hung thần ác sát đều bị bổn quốc công bắt rồi, cũng không tin không đối phó được với vài tên giả thần giả tiên này. Hắn xoay người đi ra ngoài nói với Đại Bổng Trùy, nâng gã trở về để Mục Tú Tài và Miêu huynh ngồi chung một kiệu, chúng ta đi dạo đường cái này một lúc vậy. Lưu Đại Bổng Trùy vừa nghe vừa vui vẻ nói,
Đại soái, chúng ta trước kia ra khỏi cửa, đi ra dạo một vòng khẳng định sẽ nhặt được một đại cô nương trở về. Giờ thì tốt rồi, hai ngày nhặt được hai tên ăn mày, Uy Quốc công phủ trở lại thành thiện đường rồi. Làm sao bây giờ chứ? Biết rất rõ ràng bọn họ là giả dối, nhưng là muốn động đến bọn họ lại quá khó khăn. Đời sau đối phó với tà giáo, thanh thế tuyên truyền tố giác chính là che trời phủ đất mà. Người khăng khăng một mực vẫn không thể đếm hết được. Muốn mở cái đại hội đầu đường để nói phục đám ngu dân này, chẳng phải là người si nói mộng hay sao? Chỉ thích sinh sự. Đám thân hào địa chủ lại nhân cơ hội cổ động, không chừng sẽ gây thành dân biến. Nhưng chẳng lẽ có thể ngồi xem lũ giả thần giả thánh này lừa dối lấy sắc, lấy tài, gạt người đến cửa nát nhà tan hay sao? Lòng tham của con người không đáy. Hiện tại bọn chúng còn thỏa mãn với việc ở Bá Châu làm thần tiên sống. Theo thế lực và ảnh hưởng càng lúc càng lớn, có trời mới biết được có thể lại là một di lặc giáo hay không. Một khi phát triển đến một bước kia rồi thì chỉ có xung đột vũ trang mà thôi. Khi đó không biết sẽ gây ra tai họa cho bao nhiêu dân chúng nữa đây. Nhưng hiện tại phải làm như thế nào mới có thể trừng phạt đầu mục những tà giáo này mà không chọc đến đám ngu dân mãnh liệt phản kháng ngược lại kia đây? Ngu dân, ngu phụ, bị người lừa tiền, lừa tình còn cam nguyện bị sử dụng. Người đáng thương thật sự là có chỗ đáng hận mà. Dương Lăng nhíu mày, trở lại trong phủ, chỉ thấy mười mấy sai nha ôm cuốn chăn màn đi ra ngoài. Hai kỳ bài quan phía sau vừa thấy Dương Lăng liền vẻ mặt đưa đám nói: "Đại nhân, ngài đã về rồi." Dương Lăng nhìn lên kinh ngạc nói: "Các người đang định chạy đi đâu vậy?" Kỳ bài quan vẻ tội nghiệp nói: "Trong kinh đến đây một vị đại cô nương mang đến gần ngàn người, nó là hậu viện là chỗ ở của đại nhân ngài, nhất định phải do nàng nghiêm mật bảo hộ, liền đuổi chúng ta tới tiền viện ở rồi." Lại nói đến hậu viện vốn là chủ trạch mà chủ nhân ảm xa ở, bất kể là tường lửa, giường sưởi, hoàn cảnh phòng xá ra sao cũng không phải là chỗ mà tiền viện nơi ở của gia phó có thể so sánh được. Bọn họ đương nhiên là không quá vui. Lưu Đại Bổng Trùy nhíu mắt nhỏ liếc nhìn Dương Lăng thầm nghĩ: "Hóa ra là ta đây đã đoán sai, lúc này không cần nhặt, đại cô nương người ta tự mình đưa tới cửa." "Sao? Cô nương từ kinh thành đến mà còn mang theo hơn ngàn tên lính sao? Ai có bản lĩnh lớn như vậy đây? Là Vận Nhi đến đây chăng?" "Không, nàng ta sẽ không công khai lộ diện khắp bốn phía như vậy. Vậy còn có thể là ai đây? Liệu ra không phải là công chúa điện hạ tự mình chạy tới đây đấy chứ?" Dương Lăng kinh nghi hỏi han: "Nàng ta có nói rõ thân phận không?" Vị kỳ bài quan kia ho một tiếng khô cằn mà nói: "Vị cô nương kia ấn giữ lệnh chỉ huy hữu tướng, nói nàng là thân binh tùy tùng của thống lĩnh ngự tiền thị vệ Hoàng Am hộ pháp do thánh thượng ân phong, Tống tiểu ái, Tống đại tướng quân." Dương Lăng nghe xong liền cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía hậu trạch. Lưu Đại Bổng Trùy cũng há miệng, ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Bạo trở thụ đắc lực giúp đỡ hai tên ăn mày kia, rồi kích động chạy theo đi vào. Hai tên ăn mày gà một chân kia nghiêng ngả một cái, vội vàng viện lấy nhau trở thành một người đầy tớ. Cùng ngạc nhiên nhìn nhau, Mặc Tú Tài thầm nghĩ: "Nữ nhân lại là tướng quân, hiếm thấy, hiếm thấy. Cũng chỉ có quan nhân như Dương đại nhân bên người mới có thường có việc lạ như vậy thôi." Miêu Cương lại thầm nghĩ: "Hắn là quốc công, nữ nhân bên cạnh quốc công đích thị là không thiếu được. Chỉ có điều nữ nhân của hắn nếu là đại tướng quân mang binh vậy thì phiền toái rồi. Thôi thì đã từng gả cho người khác rồi, xuất thân lại là sâm tặc, thật nếu có một ngày gả cho hắn mà nói sẽ không bị người ta ức kiếp hay sao?" Có nhân sự đắc lực, dũng khí của Dương Lăng đột nhiên mạnh lên. Hóa ra không có người của mình tin cậy có thể sử dụng được. Dù quyền lực của ngươi có lớn hơn nữa, người chịu ngươi chỉ huy cùng người ngươi muốn cấu kết làm bậy đối với ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngươi cũng chỉ có thể bị mất quyền lực, bị lừa gạt, không biến thành tề hoàn công tươi sống chết đói đã là không tệ rồi. Căn bản đừng nghĩ đến sẽ hoàn thành chuyện gì. Hiện tại có 1000 nhân mã hoàn toàn nghe theo chính mình điều khiển, muốn trừng trị lũ giả thần giả thánh cùng nắm chắc hơn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nhìn Tống Tiểu Ái không khỏi mỉm cười gật đầu. Nhìn đến nỗi cô nương vốn thoải mái, không ngờ cũng bắt đầu xấu hổ, hai má nóng lên, lén lút cúi đầu xuống. Màn này rơi vào trong mắt Hắc Diêu Tử vừa nhảy vào sảnh liền khinh thường bĩu môi: "Một con nhóc không hiểu phong tình mà thôi, so với Thôi tỷ còn kém xa lắm, không tính là uy hiếp gì cả. Nàng cũng có thể làm tướng quân, Thôi tỷ ta cũng có thể làm đại nguyên soái được rồi." Dương Lăng lại cười nói: "Người cuối cùng cũng vào kinh rồi, là Trừng Vĩnh tiến cử ngươi đảm nhiệm tùy tùng thị vệ thống lĩnh kim hoàng am hộ pháp hay sao? Ha, Trừng Vĩnh thật là một người tốt nha, một người giỏi. An bài này sao so với tính toán của ta còn tốt hơn vậy?" Tống Tiểu Ái ngọt ngọt cười nói: "Hoàng thượng nói địa phương không tĩnh, đại nhân ngài chỉ đem chút bộ binh, bộ đầu quan sai, hình bộ rất không an toàn, cho nên bảo ta tới bảo hộ cho đại nhân. Đại nhân à, chúng ta khi nào thì bắt đầu vận chuyển tài vật về kinh sư đây?" Cái này
không vội không vội, kiểm kê tài vật, công khai xử trí bán đấu giá bất động sản, điền sản, rồi thì khí cụ, gia nô cũng không phải nhanh như vậy được. Như thế nào? Sốt ruột chạy về kinh rồi sao? Không có mà. Tống Tiểu Ái khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hỏi. Là lần đầu tiên đón lễ mừng năm mới ở phương Bắc thôi. Bên kinh sư thật náo nhiệt, tuy nhiên nơi này cũng không tệ. Mặt tướng lúc đến nhìn thấy tứ vị đại sư pháp trưởng trang nghiêm rêu rao khắp nơi, là đang cầu phúc cho năm mới hay sao? Còn có thương gia chủ tư mời đội múa rồng, múa sư tử tới, nhìn rất đẹp. Ha, vậy là tốt rồi. Dương Lăng biết rằng nàng để trái tim ở nơi Ngô Hán Chiêu, tuy nhiên dù sao đại sự quan trọng hơn, chút tình như nữ này của nàng, mình đành phải ra vẻ không biết vậy. Người thích náo nhiệt sao? Trạch viện Ảm Gia này rất lớn, ngày mai ta cũng mời đội chiêng trống, đội múa rồng, mời cả đoàn kịch hát nhỏ đến hát vài vở. Nhiều huynh đệ như vậy đi theo ở bên cạnh ngoài tới năm mới, dù sao cũng phải khiến cho tất cả mọi người cùng vui vẻ. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý to gan, trong lòng vội vàng tưởng tượng, lấy gậy ông đập lưng ông. Phương pháp này tuy rằng ác độc lớn mật, nhưng không khỏi là biện pháp tốt nhất để giải quyết tứ đại yêu tăng. Bốn tên Phật sống này nghiêm nhiên một danh nghĩa hai cửa Phật đạo, bá châu giả thần giả thánh, giả danh lừa bịp, chỉ cần trừng trị bọn họ, những thứ giả thần giả thánh khác tất nhiên chật vật mà lộn dần. Vậy kẻ trộm lớn nhất liền có thể hoàn toàn bị loại trừ rồi. Dương Lăng nghĩ như vậy, vui vẻ đứng dậy, cười ha ha nói. Tiểu Ái à Tiểu Ái, ngươi thật sự là phúc tướng của bổn quốc công mà. Bồng Trùy, an bài chỗ ở và ẩm thực cho Mục Tú Tài. Ta muốn cùng Tổng tướng quân nghị luận công sự. Tiểu Ái, đi, chúng ta đi vào thư phòng cẩn thận nói chuyện. Vừa mới làm chàng đại pháp sứ, nó là làm tiêu đi sát khí vô cùng của vị khâm sai đại nhân kia. Thiếp mời của hắn đã đến, các người nói chúng ta có đi hay không? Lúc bấy giờ, Chí Thiện pháp sư thân hình cao lớn, đầy mặt hồng quang, mặc dù đã hơn 50-60 tuổi, lại vô cùng rắn giỏi và tráng kiện. Có thể không đi sao? Mí mắt của Chí Thông híp híp, không kiên nhẫn lướt một cái, vẻ tiên phong động cốt thần khí lúc trước hoàn toàn không thấy. Đó là khâm sai, là quốc công gia, có thể tùy tiện đắc tội hay sao? Huống hồ hắn phải quyên giúp Tuyệt Bút Vàng Bạc làm chàng hoàng ân đại pháp sứ, còn muốn mời quan viên các ti bá châu phủ, mời các thân sĩ nhân vật nổi tiếng địa phương, dân chúng trong sạch tham gia đại pháp sự này. Đây là việc thiện lớn, tứ đại Phật gia chúng ta sao có thể không đi được? Trí Tuệ vỗ về râu dài rồi nói. Dương Lăng này chính là người tâm phúc thứ nhất trước mặt hoàng thượng. Vương hầu công khanh trong kinh tìm đến thầy tướng số chúng ta cầu phúc khỏi phong thủy đều vô cùng khen ngợi hắn. Theo ta thấy, tên này cũng không ác liệt giống như đám dân chúng vẫn truyền. Ngu dân như vậy chỉ biết vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa. Những lời nói ra có mấy phần có thể tin được đây? Chí Nguyên Hòa Thượng cười nói. Cái gì mà quan viên thanh liêm, các ngươi không biết chuyện hắn và đám hoàng thân quốc thích kết phường buôn bán hay sao? Hơn nữa quốc công hắn chỉ là đến Bá Châu kê biên tài sản Ảm Gia, có lý do gì trông coi chuyện của chúng ta đây? Quan phủ Bá Châu đồng ý hay sao? Dân chúng Bá Châu đồng ý hay sao? Không cần thần hồn nát thần tính như vậy đâu. Ta thấy hắn đây là hai năm qua sát phạt quá nặng, hiện tại rời khỏi triều đình rồi, nên bắt đầu muốn làm việc thiện tích phúc, vì tự mình tiêu đi nghiệt nghiệp, vì con cháu tích đức, vì tạo phúc cho kiếp sau. Chí Thiện hơi động lông mày, hưng phấn mà nói. Ta thấy chứng nguyên nói đúng, Dương Lăng hiện giờ đã là vị trí cực cao rồi, không thể tăng thêm được nữa. Trong nhà kiểu thêm ý thiếp cái gì cần đều có cả. Người nói một cận thần tiên tử, thiếu niên đắc chí như vậy, hiện tại lại không có việc gì, hắn còn có thể nghĩ ra cái gì chứ? Chí Thông âm u cười, chậm rãi nói. Còn có thể cầu cái gì đây? Kiếp này đã mất sở cầu, đương nhiên là cầu kiếp sau phú quý, thậm chí thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão. Ba người khác vừa nghe, đồng thời lộ ra nụ cười gian trá. Chí Tuệ đại sư phất râu dài một cái, kích động rồi nói. Chư vị, đừng quên hắn là người tâm phúc thứ nhất trước mặt thiên tử, đương kim thiên tử, lại tuổi nhỏ. Trận đại pháp sự này chúng ta nhiều lắm, thì hiển chút bản lĩnh thần thông. Nói không chừng, nhờ vị quốc công gia này, chúng ta có thể trở về kinh sư, lại hưởng vô thượng vinh quang, công khanh triều bái cả triều khân tặng ấy chứ. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tứ đại thần tăng bừng tỉnh, tâm đầu ý hợp, đồng thời chắp tay niệm tuyên Phật hiệu. Trên mặt hình như có ánh quang bảo chiếu, lưu động, bảo tướng trang nghiêm như thần Phật phụ thế vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 159 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 160.